Hello anh em, chào mừng vì đã tới với channel của mình nha. Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những cái trận solo squad tiếp thôi. Lại là gọi là Pochinki đây anh em. Đông lắm anh em. Vừa lại đáp xuống thì mình thấy khá là đông rồi. Nếu mà mình có súng thì mình sẽ sang lùa luôn để cho ông này không để cho ông này mấy tìm súng được. Còn găm thì mình không tự tin lắm anh em ạ. Rồi, tiếng chân bên phải mình này. Anh em chắc chắn là nghe rõ đúng không? Đây này, đấm mình ạ. Từ từ. Ôi, sấy mình luôn ạ. Bình tĩnh anh trai. Đây rồi, có AK. Bước vào. Bạn bước vào đây. Thành viên này lấy mình cầm gắn công mình luôn anh em ạ. Nhưng mà bạn sai rồi. Mình vừa nhặt được AKM. Trong này rất đông. Cái lúc mà mình nhảy xuống mình thấy mấy team lận anh em ạ, đông lắm. Nhưng mà từ từ, mọi chuyện đều có cách giải quyết anh em ạ. Mình sẽ từ từ phơ hết cái trong khu vực Pochinki này. Dạo gần đây lại mình lại có hứng nhảy Pochinki anh em ạ. Nghe vẻ là đợt này trong Pochinki rất là đông, đông lắm luôn anh em. Mình tính ra lúc nãy mình nhảy xuống thì mình cũng thấy khoảng ít phải 2-3 team anh em ạ. Rồi, bơm máu xong rồi. Đi tìm các... đang định công sang thì tiếng bom bên này ạ. Rồi, ui dồi ôi, tiếng bắn ở khắp mọi nơi. Không biết là bây giờ mình... nhảy xuống này. Ăn một viên rồi, công luôn. Đâu rồi? Chạy vào trong nhà ở bạn. Chạy đi đâu thanh niên? Gạt giò luôn. Cứ được mạng nào là mình cứ hốt luôn mạng đấy anh em ạ. Rồi, tiếng chân ở bên nhà bên cạnh mình. Tớ uống hớp nước đã. Uống ngụm nước thì chúng ta chơi tiếp. Rồi, phá cửa ạ. Rồi, bạn cứ đứng đấy. Bạn ở trên đấy đúng không? Đây đây, mình sang với bạn đây. Nhảy ra rồi. Một tiếng nhảy ra. Nhà bên cạnh. Ủa ơi, toàn xung quanh toàn tiếng chân anh em ạ. Xung quanh mình toàn là nước. Ê, tại sao bạn lại chạy đi đâu? Trời ơi, chạy đi đâu? Này, chạy này. Ui, bạn lại tốc biến vậy? Chạy đi đâu thì mình cũng giết hết anh em ạ. Mình sẽ tìm và tiêu diệt hết này. Đây này, tiếng chân này. Đứng ở sau đây đúng không? Đứng ở sau đây đúng không? Tiếng chân gần như thế thì chắc chắn rồi. Ủa ôi, đông. Từ từ đã. Quay lại, lấy góc. Nào, bạn bước vào đây, bước gần vào đây. Trong nhà, nhảy ra. Nào, nhảy ra. Này nhảy ra, cáo cơ này. Ông này nhảy ra, vẫn chưa biết mình ở đâu. Rồi, đồng đội qua. Này thì đồng đội qua này. Ủa ôi, đúng viên cuối cùng thì ông. Bên kia kìa anh em. Quá kinh khủng. Đúng viên cuối cùng thì ông ấy chết. Từ từ đã, mình phải bơm máu đã. Thì ở những cái clip trước ấy, mình cũng đã gọi là tâm sự anh em là kênh của mình bị đi xuống ấy. Thì gọi là bệnh vài clip bắt đầu bây giờ mình làm này thì mình sẽ nhắc anh em, gọi là cũng mong sao anh em xem thì bấm nhiều like nha, nhiều comment như cái clip ngày hôm qua mình đăng ấy. Ủa ôi, đúng là nhắc anh em có khác, anh em like mới comment nhiều vãi chưởng đấy. Thì bây giờ mỗi clip là mình đều sẽ nhắc anh em ở ngay đoạn đầu để cho anh em nhớ. Thì chắc chắn là cái đoạn này thì anh em vẫn chưa tua đúng không? Nên là anh em đang xem đoạn này rồi thì bấm ngay cho mình một like và comment cho mình, gọi là comment cái gì cũng được, cứ comment ở dưới đấy để cho vài clip tới ấy nhiều like, nhiều comment thì kênh mình nó chắc chắn sẽ được đề xuất. Đấy. Thì anh em cố gắng giúp mình. Chắc chắn là anh em xem clip của mình thì là cũng ủng hộ mình rồi. Do là anh em gọi là quên like, quên comment thôi. Chứ bây giờ mình nhắc như này thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ mà thôi. Đây đây, bắn nhau này, có tiếng chân ở gần mình rồi. Mình sẽ tập trung dã bọn này đã nha. Đâu rồi? Nó ngồi đâu ấy nhở? Rồi rồi, nhảy kìa. Nhảy à. Như vậy nào. Vẫn còn đông lắm anh em. Đấy, lại chạy vào nhà kìa. Từ từ. Mình phải smoke này. Cái quy tắc đầu tiên mà solo squad với anh solo squad mà anh em nên gọi là chú ý là không bao giờ được đứng yên một chỗ. Đấy.
di chuyển liên tục và phải lựa những cái góc mà nó phải thật là đẹp vào. Phải là những cái góc mà mình có thể là vươn được ra mình bắn. Có con bot chạy ngang qua. Đây này. Chạy đi đâu mà thành niên. Bot hay người thì tầm này ăn hết anh em ạ. Tiếng bom này. Vẫn đang công nhau như vậy là còn đông. Có con bot chạy tới. Có một tiếng đằng sau. Thêm một chú bot nữa. Được rồi, mình sang đường anh em ạ. Từ đã, mình phải nút đã. Bên đường vừa nãy cũng có tiếng bắn mà. Đấy tát, ui tát kìa, ui dồi ôi rồi. Như kiểu dã dò vậy. Không có đạn, không có đạn bẩy rồi. Trận này mình sẽ bắn AK anh em ạ. Anh em sẽ cùng xem là sức mạnh của AK thì anh em không phải bàn đúng không. Tầm gần thì bá đạo quá rồi. Trận này mình sẽ cầm AK chơi đến cuối trận nha. Mình sẽ tìm cái góc để có thể là nhìn rõ được mấy cái ông vừa nãy quăng sầm bốc bên kia ấy thì mới ăn được. Chứ trong đây là toàn nhà thôi, toàn góc kê thôi. Lao lên lằng nhằng là chết ngay anh em ạ. Anh em phải tìm những cái góc, lựa góc đẹp vào thì mới chơi được. Á đủ. Cái gì đây? Ui bên này cũng có ạ. À rồi, trên ban công đúng không? Ban công bên này đúng không? Nào. Ban công bên này đúng không? Này thì khèo tôi này. Thế mà vừa nãy mình ngồi đây mà ông ấy không bắn mình ạ. Mình ra đến kia ông mới bắn. Rồi, lên gạt luôn. Ông này một mình à? Một mình núp ở đây à? Này, núp này. Núp với chúng tôi à? Mẹ tí nữa thì chết ạ. Tại vì thanh niên này nằm nguyên ở trên này nên là mình không nghe thấy. Cứ nghe thấy là mình cũng phơ rồi. Mình chạy qua, còn ngồi ở dưới này bơm máu ông này vẫn gọi là ông này vẫn không thèm bắn ạ. Thanh niên này thủ chắc ghê. Còn mấy tên ở bên kia nữa cơ, im ắng thế nhở. Thật là đáng sợ anh em ạ. Được rồi, mình lại vòng lại thôi. Bên này mình cũng không thấy khả quan cho nắm rồi. Tự nhiên nó im hẳn một im lìm như này là cực kỳ là nguy hiểm anh em ạ. Tại vì là tầm này là nó đã im. Nhảy xuống kìa, nhảy xuống. Á à, này thì chạy này. Ôi lóe sáng ạ. Như á đủ. Bên trái có ạ. Rồi rồi, công vào đến gần nhà rồi. Nào, bạn đâu rồi? À rồi, đây đây đây, chạy ra ngoài đường à? À, chạy vòng à? Bạn vòng đi đâu? Rồi, vòng vào cầu thang rồi đúng không? Vòng vào cầu thang. Mình làm sao có ở trên cầu thang mà tìm. Bạn sang bên trái. Rồi, anh em nghe rõ không? Anh em xem clip của mình, nhiều ông cứ bảo hack map các thứ, mình cũng nhắc nhiều lần rồi. Đấy, mình chả cần phải nói gì. Anh em nghe rõ bên trái không? Nghe rõ một một chạy trái đúng không? Đây này, nghe rõ đây này, chạy gần đến nơi rồi này. Đấy, sau bức tường này này, sau bức tường này đây này. Thấy không? Lại không thì anh em lại bảo là nói điêu. Anh em nghe rõ chạy trái không? Chạy gần tới nơi là nghe gọi là nó cực kỳ là nét luôn. Đấy, lưu ý là cái tai nghe của anh em ạ. Có một tiếng nho nhỏ. Hình như thằng bên đường chạy sang. Đây đây đấy, anh em nghe không? Trước mặt. Rồi, bên trái này. Rõ ràng chưa? Rõ ràng bên trái luôn nha anh em. Đâu rồi, không biết ngồi đâu rồi. Rồi, vẫn táp nhau ạ. Đấy, à, sau tường. Sau tường, sau tường. Nghe rõ một một luôn, tiếng chân này. Bạn bước ra đây. Mình biết bạn ở đấy rồi. Nghe rõ như kiểu là ui chạy kìa, chạy kìa, chạy trên đồi chạy xuống kìa. Này chạy trên đồi, ui dồi ôi, lắc làm sao được. Ok, thế là clear rồi anh em ạ. Xịn vãi nồi. Clear rồi, mình đi thôi. Quá nhiều đồ. Ồ, có tiếng bắn trong khu chung cư đây rồi. Combat nhau ở trong này rồi. Mình phải vào đây xem. Nhẹ nhàng truyền cảm anh em ạ. Trước hết đấy, muốn công cái gì thì anh em cứ phải nghe rõ xem là các đồng chí đang ở đâu đã. Xe vất đây. Mình nghe hình như có tiếng ở trên tầng 2 hoặc trên tầng 3 gì đó.
Rồi rồi rồi, nghe rồi này. Cho bạn quả nết này. Cứ quăng bừa đi. Thêm trái nữa này. Chắc trên tầng 3 thì phải nhở. Tầng 2, tầng 3 ta. Tầng 2, tầng 3 thì công hết. Rồi, ít nhất là hai tiếng chân anh em ạ. Tầng 3 này. Cả trái cả phải đều có luôn. Khá đông. Từ từ đã anh em. Không được vội được. Công nhà mà. Cái nhà này còn nhiều cầu thang nữa. À đâu, chỉ có một cầu thang, một nối lên duy nhất thôi. Công nhà này đấy, cái điều đầu tiên chắc chắn là địch sẽ ke cầu thang. Anh em tin mình không? Mình nghĩ là như vậy. Rồi, ngay trên đầu mình, ngay trên cái tầng đầu mình này. Từ từ đã anh em ạ. Phải nghe đã, mình vẫn chưa xác định là nó rõ ở đâu luôn. Ngay ôm ngay cầu thang này, bàn chân ngay cầu thang này. Hình như là cầu thang có một tên. Đấy đấy, bàn chân vẫn hiện này. Mình hết bom rồi. Rồi, nhà mình rút chốt phát mấy thanh niên di chuyển. Tôi biết ngay mà. Ui ôi. Này, cầu thang này, một tiếng chạy vào. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Một tiếng công vào. À, có một tiếng từ ngoài chạy vào. Đang đi tìm mình, đang đi. À, nào bước ra đấy. Đang đi tìm mình. Chưa biết mình đang ngoài anh em ạ. Hố. Rồi, đang ngồi cứu nhau đúng không? Tập này là ngồi cứu nhau này. Nhìn thấy bạn chạy vào cứu rồi. Mình nhìn thấy bạn chạy vào cứu rồi. Còn một tên nữa. Trên tầng đúng không? À, rồi. Nhảy đấy. Dưới tầng. Thanh niên nên nhảy ra. Này. Tiếng bên dưới rồi. Ok, mình gạt được cả ba thanh niên rồi. Còn một tên nữa thôi. Được rồi. Đây, mình sẽ cho bạn biết thế nào là ngu người. À, đang ngồi kìa. Úi trời ơi. Anh ơi, sao lại ngồi đây? Trời ơi. Nó cứ gọi là easy anh em ạ. Xác định vị trí địch một cách gọi là ngu người. Anh em nghe rõ không? Rõ từng gọi là từng hướng bọn nó chạy vào luôn đấy. Tai nghe tốt là nó như vậy đấy. Mấy thanh niên này tự ra mình phải nhập thêm ít đồ, không có sniper để bắn nhở. Vật ít đạn xanh đi anh em ạ. Găng đạn xịn này, có ốp. À đủ. Có tiếng. Đây rồi. Bên trái. Nhà bên. Nhà bên à. Người hay bốt vậy? Sao không nghe tiếng xe pháo gì ta? Người hay bốt thì cũng phải cẩn thận anh em ạ. Từ từ. Mình sẽ vòng sang bên nhà này để mình check. Không thể gọi là đùa được. Tại vì là cái lúc vừa lấy mình bắn nhau cắt. À đủ. Quăng bom anh em ạ. Thế là người rồi. Rồi, trong nhà một tiếng này. Mình chưa biết là nó ngồi ở đâu cả. Nó không xong nhảy được vào ta. Có một tiếng bên ngoài nữa. Tiếng nội cỏ. À. Đang đi tìm mình anh em ạ. Từ từ. Tìm mình, được rồi. Chơi mèo đuổi chuột với mình không? Sau bức tường này thì phải. Rồi, vào nhà rồi. Cả hai vào nhà rồi anh em ạ. Chơi mèo tôm với mình rồi. Hai thanh niên là chơi mèo tôm rồi. Lên tầng à. Đang đi tìm mình đấy anh em. Nghe thấy mình vào đi tìm mình đấy. Thì đấy, các bạn cũng gọi là biết nghe đấy. Tìm mình đi, mình ở dưới tầng 1 này. Hello mấy anh trai. Anh có quên gì dưới tầng 1 không anh ơi? Quên gì không anh ơi? Trên đầu mình vẫn chạy lục. Ui nhảy ra. Ui rồi. Ui kinh đấy. Rồi, hai tên nhảy ra. À được rồi, nhảy ra. Chưa biết mình đúng không? Lại chạy vào. Chạy ra chạy vào. Mày chạy ra chạy vào này. Rồi.
đấy, đầu đấy. Rồi thanh niên sấy spam à? Vào luôn này. Rồi khỏi. Mèo tôm với mình à? Rồi thanh niên này vẫn chưa biết mình chạy sang đây ạ. À. Bạn bước ra đây. Đâu rồi? Lên cầu thang với chúng tôi này. Rồi ôi, thanh niên kia vẫn chưa biết mình chạy vòng anh em ạ. Quá đen cho bạn ý. Thế là lại clear một team nữa. Team này không biết là vào đây từ bao giờ ta. Ui, AK anh thấy mạnh không? Anh em thấy quá mạnh không? Mạnh quá chứ này. Có cả ốp luôn này. Mình xin luôn cái ốp. Mình ngoài bo mất rồi. Mình sẽ lút nhanh và vào bo mất thôi. Vào bo thôi anh em ạ. Ok rồi đấy. Té thôi. Vào mình gọi là mình cũng chỉ dạng. Ồ. Ừ, trườn gì đây? Bé Na đang trườn gì đây? Bo nó lại về cái đồi này anh em ạ. À, vẫn trườn này. Này thì trườn này. Ui dồi ôi, mỗi tên này anh em ạ. Rồi trên này đang vã nhau. À, ngon này. Ờ. Đi đâu vậy anh trai? Ui, một viên nữa thôi. Một viên nữa thôi là hai viên rồi. Ngon, tự nhiên được một mạng vào mồm anh em ạ. Trên này đang vẩy nhau đây. Đi đâu hết rồi, bắn nhau đi. Cứ các bạn cứ bắn nhau đi. Mình đứng đây mình khèo nhẹ nhàng thôi. Truyền cảm tí thôi. Nó đứng ở trên đồi khuất rồi. Không nhìn gì rồi anh em ạ. Tiếng ca thì vẫn gọi là giòn giã vang lên. Nhưng mà không thể nào mà nghe tiếng gì. Còn 11 tên nữa, 21 kill. Ăn được 11 tên nữa là 32 kill. Ui, nghe nó hợp lý anh em nhờ. Thế này mà anh em gọi là chả bấm like nữa cho mình nữa thì thôi. À đủ. Ôi thôi anh ơi, em xạo tí thôi làm gì căng thế. Em nói phét tí thôi. Vừa mới gọi là nói phét. À cái kìa, trên đồi kìa. Vừa mới nói phét thôi mà nó cho mình ăn ngay viên ca anh em ạ. Vô lý thực sự. Không được rồi. Mình, được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy xe. Mình sẽ công vào cái team cái team mà ở chỗ đồi khuất đấy. Ui, đang bắn nhau kìa. Đây rồi, cơ hội anh em ơi. Cơ hội. Cơ hội chỉ mới đến với chúng ta một lần. Rồi, một team bị clear kìa. Đâu, cũng có hai tên thôi chứ nhỉ. Hai ba, ui, nốc. Ui ôi, bọn này đang nốc nhau rồi. Cơ hội. Smoke này. Anh em phải lợi dụng cơ hội anh em ạ. Sở mốc ở đây. Bọn này vừa bắn nhau vẫn đang yếu. Mình sẽ tranh thủ đẩy vào luôn anh em ạ. Đầu hết rồi. Rồi bắn nhau ở mãi trên ạ. Ui, sở mốc ở đây. Ui, quăng sở mốc ở đây mà bắn nhau ở mãi bên trên ạ. Ghê thế nhở. Nghe có vẻ mùi chuyên nghiệp thế nhở. Vẫn bắn nhau kìa. Wow. Sẽ đẩy anh em ạ. Mình sẽ vòng sát viền bo để có thể bắt được mấy tên này. Đẩy luôn anh em ạ. Cơ hội không có. Tại vì là mình cũng đang ngoài bo mất rồi. Một là mình sẽ clear được team này. Hai là ra chơi game mới anh em ạ. Cố gắng anh em. Rồi vẫn đang dã nhau. Mình lên là hợp lý này. Quá hợp lý rồi. Ui dồi ôi, thanh niên kia lúc. Ui dồi ôi, lúc kìa. Ui hồi kinh thế. Nốc nãy giờ bao nhiêu người rồi đấy. Đang bắn nhau gần khu nhà. Ôi cái đầu. Á đủ. Đi đâu vậy bác tài. Này bác tài ra đây làm gì. Làm cái gì ở gốc cây đây. Ui dồi ôi, thế là mình clear rồi. Ui đang cứu nhau. Ui đang cứu nhau anh em ạ. Thế là mình phí mất. Mình phải đáng lẽ mình phải bắn cái thằng nốc kia trước thì mình ăn được mạng. Thế là còn có hai tên thôi. Có tiếng xe dưới. Đây rồi. Hai tên cuối cùng đây rồi. Rồi. Đẩy luôn. Nào. Bạn thò ra đây. Ui thế là chỉ có một tên thôi. À rồi. Thế thì một tên cuối cùng là bắn nhau 30 tên này đây rồi. Chắc chắn ở trong nhà. 100% rồi anh em. Mình sẽ ke ra anh này. Rồi ngoài bo à. Bạn cứ ngồi đấy đợi. Bo thu rồi. Chạy bo đi chứ hả? Bo thu không chạy bo. Nó ở đâu được nhở?
cục gì đen đen đấy? Ồ, làm cái gì ở trong này vậy? Ui dồi ôi, trời ạ, à, thanh niên cuối cùng nhẫn giả anh em ạ, à, lại còn nhẫn giả với tôi. Trời ạ, à, đội cái mũ đen xì, xong rồi ngồi lại còn hở hở cái đầu chứ, quá vô lý anh em ạ. À. Ok, mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu cấp 1 với cây AK này. Anh em thấy sao về sức mạnh của AK? Quên like và comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.